Cho anh chị trở lại với Hiển Máy Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức về máy nông nghiệp cũng như là những cái nông cụ kèm theo máy nông nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái thông tin về một cái chiếc 5310 cũng như bên cạnh nó là 5055E. Thì hai cái chiếc này thì nó sẽ một thằng là bản phiên bản đời trước cũng như là một thằng phiên bản đời sau. Thì với 5310 John Deere thì cái cấu hình của nó cũng như là 5055 tí mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn, nó có chênh lệch như thế nào. Ở trong tất cả những cái video trước mình cũng đã chia sẻ nhiều, nhưng mà hôm nay sẽ chia sẻ sâu hơn về một cái phần khác nữa, về cái thông số, về cái sức mạnh của con 5310 này. Để cho anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng này thì mình có thể tham khảo. Còn những anh mà đã sử dụng John Deere rồi thì cũng đã cảm nhận được cái sự khác biệt giữa cái thằng 5310 cũng như là cái thằng 5055E bên kia. Khác biệt về cái sức mạnh, khác biệt về cái độ bền. Thì với cái chiếc 5310 này thì nó sẽ là nó đời, cái đời của nó là đời 2011, đời 2011. Số giờ hiện tại của nó chạy là khoảng 670 giờ. Còn bên kia là 5055E, cái phiên bản đó là phiên bản của Thái Lan. Việt Nam mình thì cũng có, nhưng mà chiếc này là cái chiếc của Thái Lan và cái đời của nó là đời sau 5310 rất là nhiều. Nói chung là về nó chỉ thay đổi về cái ngoại hình. Nó chỉ thay đổi về cái ngoại hình và một chút cái sức mạnh ở cái thông số động cơ, nó sẽ tinh chỉnh nên cái thông số động cơ của nó sẽ thay đổi. Tí nữa mình sẽ quay chi tiết cho mọi người cái vị trí thay đổi và chính xác là nó sẽ thay đổi là bao nhiêu. Chia sẻ cơ bản về cái chiếc 5310 cũng như là 5055E thì nó vẫn xài cái động cơ là 3029D. Này là 3029D. Đối với John Deere đời 2011 là 3029D, còn với ông 5055E này cũng 3029D. Thì John Deere là một cái thương hiệu mà nói chung là cái thương hiệu của nó là về cái mảng máy nông nghiệp thì nó đứng đầu ở trên thế giới mình rồi, về cả chất lượng cũng như là một vài cái thông số về số lượng nữa. 3029D, mọi người nhớ chú ý cái vị trí đi nha, cái vị trí cái đầu BTO, đầu ga là 52.5 đi. Chú ý vị trí đó, tí nữa sẽ nó có một cái thông số liên quan về cái vị trí đó nên nó sẽ khác biệt về cái sức mạnh so với thằng 5055E này. Ở đây thì về kích thước các thứ nó như nhau thôi, động cơ là 3029D, dung tích là 2.9 lít. Bê tông thì mỗi ông thì ổng sẽ có 3 bê tông. Đường kính của bê tông là 106.5, dinh của nó sẽ là 101, 106.5 dinh 101. Nói về cái thông số động cơ, nói về những cái thông số đó thì nó y chang, nhưng mà về cái thông số sức mạnh tí nữa sẽ thấy một cái phần khác nhau. Đa số mọi người về nói về 5310 thì mọi người sẽ kêu nó là dòng lốc đen, tại vì nguyên cái mình máy của nó như thế này, nó đều sơn đen hết. Cái con này thì nó ghim toàn bộ, tại vì nó chạy rất là ít. Nhìn phía bên ngoài dáng vóc các thứ của nó thì cơ bản nó sẽ như nhau, nó sẽ gần như nhau, kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Với góc này thì mọi người có thể thấy chiều cao của hai thằng nó như tương đương như gần như nhau. Bình dầu cũng thấy, bình dầu nó vẫn giữ chung một cái mẫu cũ cũng như là cái mẫu ghế. Còn cái mặt tắp lô thì mặt tắp lô đối với 5310 thì cái mặt tắp lô của nó sẽ xài cái đồng hồ là đồng hồ cơ, cái đồng hồ cơ như thế này. Còn bên 5055E thì xài cái đồng hồ digital, nghĩa là đồng hồ kỹ thuật số. Về số thì vẫn 9 tiếng 3 lùi. Với một phần cái thay đổi về tạ này, nói chung là vẫn có thay đổi nhưng mà nó sẽ không có thay đổi quá nhiều về cái công nghệ ở trong cái chiếc máy. Cần số của con này thì nó sẽ cao hơn 3 số, bên kia 3 tầng ABC thì sẽ là 9 tiếng 3 lùi với một cái tầng da bên đó. Kia là cái cần để mình vào cầu giao của BTO, thì thằng này thì sẽ xài cái đồng hồ digital y chang vậy nè. Tại sao thì trước mình cũng đã sử dụng John Deere rất là nhiều, như là cũng kinh doanh cũng như là giao cho rất là nhiều anh khách hàng, thì mọi người sẽ thấy là một phần là mình cảm giác là thằng 5310 này nó cứng cáp, nó lực hơn. Thì nó lực hơn tại vì nói về cái công suất đầu ra của BTO á, công suất đầu ra của thằng này thì nãy mình cũng chia sẻ nó là sẽ là 52.5 mã lực. Còn đối với thằng 5055E này, 5055E mọi người hãy nhìn thấy con số này, nó sẽ là 49.5. đây cái vị trí này 49.5, tức là về mã lực thì nó sẽ
cái động cơ tuy là cùng mã động cơ, cùng piston, cùng dung tích, cùng số vòng quay, nhưng mà con đó, động cơ con này nó sẽ kém hơn động cơ con này 3 mã lực. Tuy là không nhiều nhưng mà đã chạy 5310 rồi. Khi mà leo lên 5005E mọi người sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt. Với 3 mã lực đó, những anh chị nào mà mình mới bắt đầu lên sử dụng 5310 hoặc là 5005E mọi người chưa cảm nhận được đâu. Còn những anh nào đã sử dụng 5310 nhiều thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Để giờ mình sẽ nổ cái động cơ này lên để cho mọi người nghe cái âm thanh của động cơ này. Với Zonda thì mình không có cần phải đập ly hợp. Mẹ đang nổ với những cái động cơ ba máy thì khi chúng ta đứng gần á, cảm nhận cái máy nó rất là lực. Những con này cũng không biết chia sẻ gì nhiều nữa, nói chung là những video trước cũng chia sẻ nhiều rồi, nói chung là mọi người xem cái sơ sơ về cái ngoại hình nó thôi, chứ về thông số chi tiết thì cứ lặp đi lặp lại hoài thì nó cũng chán. Đây là phần dưới đít nó, những cái lốc đen này nhìn nó sẽ cứng cáp hơn. Thì mình bản thân cũng không thích cái màu xanh của thằng động cơ 5055E đó cho lắm. Bơm bọng rồi nó y chang thôi, bơm với cốc đề nó y chang, nhưng mà nó khác về cái màu sơn thôi, với lại nó khác về cái thông số mình chia sẻ với mọi người đó, khác về cái thông số đây, cái BTO đọc ra. Đó là một số cái thông tin mà mình chia sẻ đến mọi người. Anh chị nào đang có nhu cầu về máy nông nghiệp thì có thể liên hệ với chúng tôi, như là nông cụ, phụ tùng, về các thương hiệu như là Sonia, Kubota, cả những con máy mới và những con máy qua sử dụng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người cung cấp những chiếc máy mà nó phù hợp với cái nhu cầu của mọi người. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người.